Vốn điều lệ của Vietcombank đã tăng thêm 3% sau khi phát hành cổ phiếu thành công cho hai đối tác ngoại. Ngân hàng này lên kế hoạch tiếp tục tăng vốn lên 39.000 tỷ đồng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, tức tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng nữa. Việc tăng vốn nó cũng tạo cho một các ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng có một cái điều kiện về năng lực về vốn để đầu tư vào các cơ sở mạng lưới cũng như là đầu tư đổi mới công nghệ thông tin, có một cái khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Hàng loạt các ngân hàng khác cũng tính phương án tăng vốn. Ngân hàng Quốc dân NCB đã đăng ký chào bán gần 200 triệu cổ phiếu để thu về 5.000 tỷ đồng. BIDV cũng có kế hoạch chào bán hơn 600 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, trong khi Vietinbank nhiều lần kiến nghị được tăng vốn nhưng chưa thành. Và khi mà các cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn được áp dụng thì có nghĩa là cái đòi hỏi về vốn sẽ lớn hơn. Vì thế mà thời gian gần đây mình cũng nhìn thấy rất là rõ là các ngân hàng đều có cái nhu cầu tăng vốn, đặc biệt là vốn cấp 1 rất là nhiều. Nếu như vốn không tăng đủ để đáp ứng thì cái danh mục cho vay cũng không được mở rộng thêm. Ít nhất là 3 cái biện pháp để tăng cái vốn chủ sở hữu. Một, đó là kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm đầu tư tài chính cũng như là đầu tư chiến lược như là đã và đang làm thời gian vừa qua. Thứ hai là giữ lại cái lợi nhuận hoặc là cổ tức. Và cái thứ ba là phát hành thêm cổ phiếu hoặc là trái phiếu dài hạn. Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài không dễ, nhiều ngân hàng sẽ chọn giải pháp tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng trong mùa đại hội cổ đông sắp tới.